bọn ta luôn ở đẳng cấp khác. Và nếu mày muốn, đưa bọn mày quay ngược thời gian rồi kéo mày xuống. Hà Nội chính là nơi mà bọn tao được sinh ra. Nhạc bọn tao sáng trưa chiều tối được phát ra luôn. Nghệ sĩ của tao thời 2000 năm đều vina. 1000 hai thằng gọi thêm được cho mình một cốc trà đá. Khi cần xa vẫn còn xa lạ dưới cái tên Bồ Đà Tài Mà. Mỗi thằng góc 200 lên ba là thoải mái uống rượu tẹt ga. Đi vào club chi vắt và hoa quả tươi đã đặt trên bàn bọn tao cùng nợ. Quen mặt hết mấy thằng dân chơi khi lên sàn. Ôm người yêu vẫn soi gái đẹp trong men say rượu cay thêm nồng. Bọn tao tìm cho mình một góc tối cả hội trên nhau vài viên tim lồng. Chiều ăn con quần nở độ dung vẫn còn cảm thấy chưa hài lòng. Bọn tao phóng thẳng ra hương phố Huế lăn nong suy nghĩ không có dài dòng. Thích hip hop thì vào nhất lòng. Bông thợ nhuộm gần phố hàng bông. Áo sơ mi cắm thùng xăng bóng trông chả khác gì thanh niên Hồng Kông. Đây là Hà Nội xin của tao. Sao cơ đừng có dại bật sân hàng bộ. Trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xin của tao. Đây sao cơ dần mà tùy vẫn là ngõ chợ. Mấy thằng lô đề vẫn luôn vỡ nợ. Yeah, tối hát trên cảm hội, đêm quên bi New Century. Tờ mờ sáng vẫn ngồi cầm chỉ, bọn tao không có thằng nào quên ví. Anh em sống trên từng giọt xăng, anh em cạn hết ly rượu đầy. Bọn tao đây sinh ra không cùng năm nhưng nguyện chết bên nhau cùng một ngày. Thi thoảng qua đêm vạ vật quán nét, bọn tao chặn MIRC. Nhìn cái nick là đủ đoán biết em này chắc chắn là sinh và phê. Giờ GV vừa vào số 6, bọn tao phóng thẳng lao đi cứu nét. Cho em một suất cơm răng dưa bò trứng ốc, thích gì là em chiều hết. Sang Gia Lâm Phú giả vợ ốm, vào nhà nghỉ mang tên xanh. Điệu xuất trình cái chứng minh thư đóng cửa lột thiết trên người bột đồ hàng hiệu. 3 giờ sáng cảm thấy bụng đói, ăn phở gánh ở phố hàng chiếu. Qua Bảo Khánh làm ly cà phê về nhà ngủ thẳng đến 4 giờ chiều. Đây là Hà Nội xin của tao. Sao cơ đừng có dại bật sân hàng bộ. Trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xin của tao. Đây sao cơ dần mà tùy vẫn là ngõ chợ. Mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Hà Nội xịn của tao, ngày nào cũng là đêm 30. Không có thằng nào lừa đảo và đa số toàn là dân chơi. Thanh niên thì rất giản dị, để kiểu đầu của Armani như là Lê Minh. Andy Lâu Quách Phú Thành chưa xuất hiện thằng GD. Avenit, Acom, Dylan, Master, Bubbly và Majesty. Jim Thái Mark, Highway, Cờ Viva, đèn bét đỏ thì không phải nghĩ quần bò Levi. Tem 501, áo Versace, hiểu mê đốt xa. Hình thiêu sau lưng cầm cờ đoàn đua. Mấy thằng bám đuôi theo sau hoa đá và tân sổ má. Bây giờ còn được gọi dưới cái tên thân mật quân khu. Chợ Đồng Xuân lúc ấy cầm trịch là Châu Khánh Trắng vẫn đang làm chủ. Bọn dân chơi với tên chất nghệ nổi tiếng là trò đánh bóng đắt xe. Cắm ra cắm vào đặng dùng chục lần tiền lại chính xác 10.000 một tê. Đây là Hà Nội xin của tao. Sao cơ đừng có dại bật sân hàng bộ. Trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xin của tao. Đây sao cơ dần mà tùy vẫn là ngõ chợ. Mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Đây là Hà Nội xin của tao. Sao cơ đừng có dại bật sân hàng bộ. Trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao. Đây sao cơ dần mà tùy vẫn là ngõ chợ. Mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Bọn tao luôn ở đẳng cấp khác. Và nếu mày muốn, đưa bọn mày quay ngược thời gian rồi kéo mày xuống. Hà Nội chính là nơi mà bọn tao được sinh ra. Nhạc bọn tao sáng trưa chiều tối được phát ra luôn. Hà Nội xịn của tao. Thời 2000 năm đều vina. 1000 hai thằng gọi thêm được cho mình một cốc trà đá. Khi cần xa vẫn còn xa lạ dưới cái tên Bồ Đà Tài Mà. Mỗi thằng góc 200 lên ba là thoải mái uống rượu tẹt ga. Đi vào club chi vắt và hoa quả tươi đã đặt trên bàn bọn tao cùng nợ. Quen mặt hết mấy thằng dân chơi khi lên sàn. Ôm người yêu vẫn soi gái đẹp trong men say rượu cay thêm nồng. Bọn tao tìm cho mình một góc tối cả hội trên nhau vài viên tim lồng. Chiều ăn con quần nở độ dung vẫn còn cảm thấy chưa hài lòng. Bọn tao phóng thẳng ra hương phố Huế lăn nong suy nghĩ không có dài dòng. Thích hip hop thì vào nhất lòng. Bông thợ nhuộm gần phố hàng bông. Áo sơ mi cắm thùng xăng bóng trông chả khác gì thanh niên Hồng Kông. Đây là Hà Nội xin của tao. Sao cơ đừng có dại bật sân hàng bộ. Trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xin của tao. Đây sao cơ dần mà tùy vẫn là ngõ chợ. Mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Yeah, tối hát trên cảm hội, đêm quên bi New Century. Tờ mờ sáng vẫn ngồi cầm chỉ, bọn tao không có thằng nào quên ví. Anh em sống trên từng giọt xăng, anh em cạn hết ly rượu đầy. Bọn tao đây sinh ra không cùng năm nhưng nguyện chết bên nhau cùng một ngày. Thi thoảng qua đêm vạ vật quán nét, bọn tao chặn MIRC. Nhìn cái nick là đủ đoán biết em này chắc chắn là sinh và phê. Giờ GV vừa vào số 6, bọn tao phóng thẳng lao đi cứu nét. Cho em một suất cơm răng dưa bò trứng ốc, thích gì là em chiều hết. Sang Gia Lâm Phú giả vợ ốm, vào nhà nghỉ mang tên xanh.
trình điệu, xuất trình cái chứng minh thư, đóng cửa lột thiết trên người bột đồ hàng hiệu. 3 giờ sáng cảm thấy bụng đói, ăn phở gánh ở phố hàng chiếu, qua Bảo Khánh làm ly cà phê, về nhà ngủ thẳng đến 4 giờ chiều. Đây là Hà Nội xin của tao, sao cơ, đừng có dại bật sân hàng bộ, trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao, đây sao cơ, dân ma túy vẫn là ngõ chợ, mấy thằng lô đề vẫn luôn vỡ nợ. Hà Nội xịn của tao, ngày nào cũng là đêm 30, không có thằng nào lừa đảo và đa số toàn là dân trời. Thanh niên thì rất giản dị, để kiểu đầu của Armani như là Lê Minh, Andy Lâu, Quách Phú Thành, chưa xuất hiện thằng GD, Avenit, Acom, Dylan, Master, Burberry và Majesty, Jim Thái, Mark Highway, Cờ Viva, đèn bét đỏ thì không phải nghĩ, quần bò Levi, tem 501, áo Versace, hiểu mê đu xa, hình theo sau lưng cầm cờ đoàn đua, mấy thằng bám đuôi theo sau hoa đá và tân sổ má, bây giờ còn được gọi dưới cái tên thân mật quần khủ. Chợ Đồng Xuân lúc ấy cầm trịch là Chu Khánh Trắng vẫn đang làm chủ, bọn dân chơi với tên chất nghệ nổi tiếng là trò đánh bóng đắt xe, cắm ra cắm vào đặng dùng chục lần tiền lại, chính xác 10.000 một tê. Đây là Hà Nội xin của tao, sao cơ, đừng có dại bật sân hàng bộ, trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao, đây sao cơ, dân ma túy vẫn là ngõ chợ, mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Đây là Hà Nội xin của tao, sao cơ, đừng có dại bật sân hàng bộ, trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao, đây sao cơ, dân ma túy vẫn là ngõ chợ, mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Bọn tao luôn ở đẳng cấp khác, và nếu mày muốn, đưa bọn mày quay ngược thời gian rồi kéo mày xuống. Hà Nội chính là nơi mà bọn tao được sinh ra, nhạc bọn tao sáng trưa chiều tối được phát ra loa. Hà Nội xịn của tao, thời 2000 năm đều Vina, 1000 hai thằng gọi thêm, được cho mình một cốc trà đá. Khi cần xa vẫn còn xa lạ, dưới cái tên Bồ Đà Tài Mà, mỗi thằng gọng 200 lên bar, là thoải mái uống rượu tẹt ga, đi vào club, chi vắt và hoa quả tươi đã đặt trên bàn, bọn tao cũng nợ. Quen mặt hết mấy thằng dân chơi khi lên sàn, ôm người yêu vẫn soi gái đẹp, trong men say rượu cay thêm nồng, bọn tao tìm cho mình một góc tối, cả hội chia nhau vài viên tim lồng. Chiều ăn con quần nở độ dung, vẫn còn cảm thấy chưa hài lòng, bọn tao phóng thẳng ra hương phố Huế lăn non, suy nghĩ không có dài dòng, thích hip hop thì vào nhất lòng, bông thợ nhuộm gần phố hàng bông, áo sơ mi cắm thùng xăng bóng, trông chả khác gì thanh niên Hồng Kông. Đây là Hà Nội xin của tao, sao cơ, đừng có dại bật sân hàng bộ, trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xin của tao, đây sao cơ, dân ma túy vẫn là ngõ chợ, mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Yeah, tối hát trên cảm hội, đêm quên bi New Century, tờ mờ sáng vẫn ngồi cầm chỉ, bọn tao không có thằng nào quên ví. Anh em sống trên từng đọt xăng, anh em cạn hết ly rượu đầy. Bọn tao đây sinh ra không cùng năm, nhưng nguyện chết bên nhau cùng một ngày. Thi thoảng qua đêm vạ vật quán nét, bọn tao chặn MIRC, nhìn cái nick là đủ đoán biết em này chắc chắn là sinh và phê. Giờ GV vừa vào số 6, bọn tao phóng thẳng lao đi cứu nét cho em một suất cơm răng dưa bò trứng ốc, thích gì là em chiều hết. Sang ra Lâm Phú giả vợ ốm, vào nhà nghỉ mang tên xanh điệu, xuất trình cái chứng minh thư, đóng cửa lột thiết trên người bột đồ hàng hiệu. 3 giờ sáng cảm thấy bụng đói, ăn phở gánh ở phố hàng chiếu, qua Bảo Khánh làm ly cà phê, về nhà ngủ thẳng đến 4 giờ chiều. Đây là Hà Nội xin của tao, sao cơ, đừng có dại bật sân hàng bộ, trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao, đây sao cơ, dân ma túy vẫn là ngõ chợ, mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Hà Nội xịn của tao, ngày nào cũng là đêm 30, không có thằng nào lừa đảo và đa số toàn là dân trời. Thanh niên thì rất giản dị, để kiểu đầu của Armani như là Lê Minh, Andy Lâu, Quách Phú Thành, chưa xuất hiện thằng GD, Avenit, Acom, Dylan, Master, Burberry và Majesty, Jim Thái, Mark Highway, Cờ Viva, đèn bét đỏ thì không phải nghĩ, quần bò Levi, tem 501, áo Versace, hiểu mê đu xa, hình theo sau lưng cầm cờ đoàn đua, mấy thằng bám đuôi theo sau hoa đá và tân sổ má, bây giờ còn được gọi dưới cái tên thân mật quần khủ. Chợ Đồng Xuân lúc ấy cầm trịch là Chu Khánh Trắng vẫn đang làm chủ, bọn dân chơi với tên chất nghệ nổi tiếng là trò đánh bóng đắt xe, cắm ra cắm vào đặng dùng chục lần tiền lại, chính xác 10.000 một tê. Đây là Hà Nội xin của tao, sao cơ, đừng có dại bật sân hàng bộ, trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao, đây sao cơ, dân ma túy vẫn là ngõ chợ, mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Đây là Hà Nội xin của tao, sao cơ, đừng có dại bật sân hàng bộ, trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao, đây sao cơ, dân ma túy vẫn là ngõ chợ, mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Bọn tao luôn ở đẳng cấp khác, và nếu mày muốn, đưa bọn mày quay ngược thời gian rồi kéo mày xuống. Hà Nội chính là nơi mà bọn tao được sinh ra,
Nhạc bọn tao sáng trưa chiều tối được phát ra live. Ông nội xịn của tao, thời 2000 năm đều Vina. 1000 hai thằng gọi thêm, được cho mình một cốc trà đá. Khi cần xa vẫn còn xa lạ, dưới cái tên Bồ Đạt Tài Mà. Mỗi thằng gọc 200 lên bar, là thoải mái uống rượu tè ga. Đi vào club, chi vắt và hoa quả tươi đã đặt trên bàn bọn tao cũng nợ. Quen mặt hết mấy thằng dân chơi khi lên sàn. Ôm người yêu vẫn soi gái đẹp, trong men say rượu cay thêm nồng. Bọn tao tìm cho mình một góc tối, cả hội trên nhau vài viên tim lồng. Chiều ăn con quần nở độ dung, vẫn còn cảm thấy chưa hài lòng. Bọn tao phóng thẳng ra hương phố Huế lăn non, suy nghĩ không có dài dòng. Thích hip hop thì vào Nhất Long, bông thợ nhuộm gần phố hàng bông. Áo sơ mi cắm thùng xăng bóng, trông chả khác gì thanh niên Hồng Kông. Đây là Hà Nội, xin của tao. Sao cơ, đừng có dại bật sân hàng bộ. Trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao, đây. Sao cơ, dân ma túy vẫn là ngõ chợ. Mấy thằng lô đề vẫn luôn vỡ nợ. Yeah, tối hát trên cảm hội, đêm quyền bi New Century. Tờ mờ sáng vẫn ngồi cầm chỉ, bọn tao không có thằng nào quên ví. Anh em sống trên từng đọt xăng, anh em cạn hết ly rượu đầy. Bọn tao đây sinh ra không cùng năm, nhưng nguyện chết bên nhau cùng một ngày. Thi thoảng qua đêm vạ vật quán nét, bọn tao chặn MIRC. Nhìn cái nick là đủ đoán biết em này chắc chắn là sinh và phê. Giờ GV vừa vào số 6, bọn tao phóng thẳng lao đi cứu nét. Cho em một suất cơm răng dưa bò trứng ốc, thích gì là em chiều hết. Sang ra Lâm Phú giả vợ ốm, vào nhà nghỉ mang tên xanh điệu. Xuất trình cái chứng minh thư, đóng cửa lột thiết trên người bộ đồ hàng hiệu. 3 giờ sáng cảm thấy bụng đói, ăn phở gánh ở phố hàng chiếu. Qua Bảo Khánh làm ly cà phê, về nhà ngủ thẳng đến 4 giờ chiều. Đây là Hà Nội, xin của tao. Sao cơ, đừng có dại bật sân hàng bộ. Trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao, đây. Sao cơ, dân ma túy vẫn là ngõ chợ. Mấy thằng lô đề vẫn luôn vỡ nợ. Hà Nội xịn của tao, ngày nào cũng là đêm 30. Không có thằng nào lừa đảo, và đa số toàn là dân trời. Thanh niên thì rất giản dị, để kiểu đầu của Armani. Như là Lê Minh, Andy Lâu, Quách Phú Thành. Chưa xuất hiện thằng GD, Avenit, Acom, Diamond, Master, Bubbly và Majesty. Jim Thái Mark, Highway, Cờ Viva, đèn bét đỏ thì không phải nghi. Quần bò Levi, tem 501, áo Versace, hiểu mê đu xa. Hình thư sau lưng cầm cờ đoàn đua, mấy thằng bám đuôi theo sau hoa đá. Và tân sổ má bây giờ còn được gọi dưới cái tên thân mật quần khủ. Chợ Đồng Xuân lúc ấy cầm trịch là Chu Khánh Trắng vẫn đang làm chủ. Bọn dân chơi với tên chất nghệ nổi tiếng là trò đánh bóng đắt xe. Cắm ra cắm vào đặng dung chục lần tiền lại chính xác 10.000 một tê. Đây là Hà Nội, xin của tao. Sao cơ, đừng có dại bật sân hàng bộ. Trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao, đây. Sao cơ, dân ma túy vẫn là ngõ chợ. Mấy thằng lô đề vẫn luôn vỡ nợ. Đây là Hà Nội, xin của tao. Sao cơ, đừng có dại bật sân hàng bộ. Trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao, đây. Sao cơ, dân ma túy vẫn là ngõ chợ. Mấy thằng lô đề vẫn luôn vỡ nợ. Bọn tao luôn ở đẳng cấp khác, và nếu mày muốn, đưa bọn mày quay ngược thời gian rồi kéo mày xuống. Hà Nội chính là nơi mà bọn tao được sinh ra. Nhạc bọn tao sáng trưa chiều tối được phát ra live. Hà Nội xịn của tao, thời 2000 năm đều Vina. 1000 hai thằng gọi thêm, được cho mình một cốc trà đá. Khi cần xa vẫn còn xa lạ, dưới cái tên Bồ Đạt Tài Mà. Mỗi thằng gọc 200 lên bà, là thoải mái uống rượu tè ga. Đi vào club, chi vắt và hoa quả tươi đã đặt trên bàn bọn tao cũng nợ. Quen mặt hết mấy thằng dân chơi khi lên sàn. Ôm người yêu vẫn soi gái đẹp, trong men say rượu cay thêm nồng. Bọn tao tìm cho mình một góc tối, cả hội trên nhau vài viên tim lồng. Chiều ăn con quần nở độ dung, vẫn còn cảm thấy chưa hài lòng. Bọn tao phóng thẳng ra hương phố Huế lăn non, suy nghĩ không có dài dòng. Thích hip hop thì vào Nhất Long, bông thợ nhuộm gần phố hàng bông. Áo sơ mi cắm thùng xăng bóng, trông chả khác gì thanh niên Hồng Kông. Đây là Hà Nội, xin của tao. Sao cơ, đừng có dại bật sân hàng bộ. Trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao, đây. Sao cơ, dân ma túy vẫn là ngõ chợ. Mấy thằng lô đề vẫn luôn vỡ nợ. Yeah, tối hát trên cảm hội, đêm quyền bi New Century. Tờ mờ sáng vẫn ngồi cầm chỉ, bọn tao không có thằng nào quên ví. Anh em sống trên từng đọt xăng, anh em cạn hết ly rượu đầy. Bọn tao đây sinh ra không cùng năm, nhưng nguyện chết bên nhau cùng một ngày. Thi thoảng qua đêm vạ vật quán nét, bọn tao chặn MIRC. Nhìn cái nick là đủ đoán biết em này chắc chắn là sinh và phê. Giờ GV vừa vào số 6, bọn tao phóng thẳng lao đi cứu nét. Cho em một suất cơm răng dưa bò trứng ốc, thích gì là em chiều hết. Sang ra Lâm Phú giả vợ ốm, vào nhà nghỉ mang tên xanh
điệu xuất trình cái chứng minh thư đóng cửa lột thiết trên người bộ đồ hàng hiệu. 3 giờ sáng cảm thấy bụng đói, ăn phở gánh ở phố hàng chiếu, qua Bảo Khánh làm ly cà phê về nhà ngủ thẳng đến 4 giờ chiều. Đây là Hà Nội xin của tao, sao cơ đừng có sại bật sân hàng bầu, trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao đây, sao cơ dân ma túy vẫn là ngõ chợ, mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Hà Nội xịn của tao, ngày nào cũng là đêm 30, không có thằng nào lừa đảo và đa số toàn là dân trời. Thanh niên thì rất giản dị, để kiểu đầu của Armani như là Lê Minh, Andy Lâu, Quách Phú Thành, chưa xuất hiện thằng GD, Avenit, Acom, Dylan, Master, Bubbly và Majesty, Jim Thái, Mark, Highway, Cờ, Viva, Đen, Bét Đỏ thì không phải nghĩ quần bò Levi, tem 501, áo Versace, hiểu mê đốt xa, hình thêu sau lưng cầm cờ đoàn đua, mấy thằng bám đuôi theo sau hoa đá và tân sổ má, bây giờ còn được gọi dưới cái tên thân mật quân khu. Chợ Đồng Xuân lúc ấy cầm trịch là Châu Khánh Trắng vẫn đang làm chủ, bọn dân chơi với tên chất nghệ nổi tiếng là trò đánh bóng đắt xe, cắm ra cắm vào đặng dùng chục lần tiền lại chính xác 10.000 một tê. Đây là Hà Nội xin của tao, sao cơ đừng có dại bật sân hàng bầu, trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xin của tao đây, sao cơ dân ma túy vẫn là ngõ chợ, mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Đây là Hà Nội xin của tao, sao cơ đừng có dại bật sân hàng bầu, trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao đây, sao cơ dân ma túy vẫn là ngõ chợ, mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Bọn tao luôn ở đẳng cấp khác, và nếu mày muốn đưa bọn mày quay ngược thời gian rồi kéo mày xuống, Hà Nội chính là nơi mà bọn tao được sinh ra. Nhạc bọn tao sáng trưa chiều tối được phát ra luôn. Hà Nội xịn của tao, thời 2000 năm đều Vina, 1000 hai thằng gọi thêm được cho mình một cốc trà đá, khi cần xa vẫn còn xa lạ dưới cái tên Bồ Đà Tài Mà, mỗi thằng gọng 200 lên ba là thoải mái uống rượu tè ca, đi vào club chi vắt và hoa quả tươi đã đặt trên bàn, bọn tao cũng nợ quen mặt hết mấy thằng dân chơi khi lên sàn, ôm người yêu vẫn soi cái đẹp trong men say rượu cay thêm nồng, bọn tao tìm cho mình một góc tối cả hội trên nhau vài viên tim lồng, chiều ăn con quần nở độ dung vẫn còn cảm thấy chưa hài lòng, bọn tao phóng thẳng ra hương phố Huế lăn non, suy nghĩ không có dài dòng, thích hip hop thì vào nhất lòng, bông thợ nhuộm gần phố hàng bông, áo sơ mi cắm thùng xăng bóng trông chả khác gì thanh niên Hồng Kông. Đây là Hà Nội xin của tao, sao cơ đừng có dại bật sân hàng bầu, trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xin của tao đây, sao cơ dân ma túy vẫn là ngõ chợ, mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Yeah, tối hát trên cảm hội, đêm quên bi New Century, tờ mờ sáng vẫn ngồi cầm chỉ, bọn tao không có thằng nào quên ví, anh em sống trên từng đọt xăng, anh em cạn hết ly rượu đầy. Bọn tao đây sinh ra không cùng năm nhưng nguyện chết bên nhau cùng một ngày, thi thoảng qua đêm vạ vật quán nét, bọn tao chặn MIRC, nhìn cái nick là đủ đoán biết em này chắc chắn là sinh và phê. Giờ GV vừa vào số 6, bọn tao phóng thẳng lao đi cứu nét, cho em một suất cơm răng dưa bò trứng ốc, thích gì là em chiều hết. Sang Gia Lâm Phú giả vợ ốm, vào nhà nghỉ mang tên xanh điệu, xuất trình cái chứng minh thư đóng cửa lột thiết trên người bộ đồ hàng hiệu. 3 giờ sáng cảm thấy bụng đói, ăn phở gánh ở phố hàng chiếu, qua Bảo Khánh làm ly cà phê về nhà ngủ thẳng đến 4 giờ chiều. Đây là Hà Nội xin của tao, sao cơ đừng có dại bật sân hàng bầu, trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xin của tao đây, sao cơ dân ma túy vẫn là ngõ chợ, mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Hà Nội xịn của tao, ngày nào cũng là đêm 30, không có thằng nào lừa đảo và đa số toàn là dân trời. Thanh niên thì rất giản dị, để kiểu đầu của Armani như là Lê Minh, Andy Lâu, Quách Phú Thành, chưa xuất hiện thằng GD, Avenit, Acom, Dylan, Master, Bubbly và Majesty, Jim Thái, Mark, Highway, Cờ, Viva, Đen, Bét Đỏ thì không phải nghĩ quần bò Levi, tem 501, áo Versace, hiểu mê đốt xa, hình thêu sau lưng cầm cờ đoàn đua, mấy thằng bám đuôi theo sau hoa đá và tân sổ má, bây giờ còn được gọi dưới cái tên thân mật quân khu. Chợ Đồng Xuân lúc ấy cầm trịch là Châu Khánh Trắng vẫn đang làm chủ, bọn dân chơi với tên chất nghệ nổi tiếng là trò đánh bóng đắt xe, cắm ra cắm vào đặng dùng chục lần tiền lại chính xác 10.000 một tê. Đây là Hà Nội xin của tao, sao cơ đừng có dại bật sân hàng bầu, trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xin của tao đây, sao cơ dân ma túy vẫn là ngõ chợ, mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Đây là Hà Nội xin của tao, sao cơ đừng có dại bật sân hàng bầu, trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao đây, sao cơ dân ma túy vẫn là ngõ chợ, mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Bọn tao luôn ở đẳng cấp khác, và nếu mày muốn đưa bọn mày quay ngược thời gian rồi kéo mày xuống, Hà Nội chính là nơi mà bọn tao được sinh ra.
Nhạc bọn tao sáng trưa chiều tối được phát ra loa. Nghệ sĩ của tao thời 2000 năm đều vina. 1000 hai thằng gọi thêm được cho mình một cốc trà đá. Khi cần xa vẫn còn xa lạ dưới cái tên Bồ Đà Tài Mà. Mỗi thằng gọng 200 lên bar là thoải mái uống rượu tẹt ga đi vào club. Chi vắt và hoa quả tươi đã đặt trên bàn bọn tao cũng nợ. Quen mặt hết mấy thằng dân chơi khi lên sàn. Ôm người yêu vẫn soi gái đẹp trong men say rượu cay thêm nồng. Bọn tao tìm cho mình một góc tối cả hội chia nhau vài viên tim lồng. Chiều ăn con quần nở độ dung vẫn còn cảm thấy chưa hài lòng. Bọn tao phóng thẳng ra hương phố Huế lăn non suy nghĩ không có dài dòng. Thích hip hop thì vào nhất lòng bông thợ nhuộm gần phố hàng bông. Áo sơ mi cắm thùng xăng bóng trông chả khác gì thanh niên Hồng Kông. Đây là Hà Nội xin của tao sao cơ sao cơ sao cơ. Đừng có dại bật sân hàng bồ trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xin của tao đây sao cơ sao cơ sao cơ. Dần mà tùy vẫn là ngõ chợ mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Yeah tối hát trên cảm hội đêm quên bi new century. Tờ mờ sáng vẫn ngồi cầm chỉ bọn tao không có thằng nào quên ví. Anh em sống trên từng đọt xăng anh em cạn hết ly rượu đầy. Bọn tao đây sinh ra không cùng năm nhưng nguyện chết bên nhau cùng một ngày. Thi thoảng qua đêm vạ vật quán nét bọn tao chặn MIRC. Nhìn cái nick là đủ đoán biết em này chắc chắn là sinh và phê. Giờ GV vừa vào số 6 bọn tao phóng thẳng lao đi cứu nét cho em một suất cơm răng dưa bò trứng ốc thích gì là em chiều hết. Sang ra Lâm Phú giả vợ ốm vào nhà nghỉ mang tên xanh điệu xuất trình cái chứng minh thư đóng cửa lột thiết trên người bột đồ hàng hiệu. 3 giờ sáng cảm thấy bụng đói ăn phở gánh ở phố hàng chiếu. Qua Bảo Khánh làm ly cà phê về nhà ngủ thẳng đến 4 giờ chiều. Đây là Hà Nội xin của tao sao cơ sao cơ sao cơ. Đừng có dại bật sân hàng bồ trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xin của tao đây sao cơ sao cơ sao cơ. Dần mà tùy vẫn là ngõ chợ mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Hà Nội xịn của tao, ngày nào cũng là đêm 30. Không có thằng nào lừa đảo, và đa số toàn là dân trời. Thanh niên thì rất giản dị, để kiểu đầu của Armani. Như là Lê Minh, Andy Lâu, Quách Phú Thành. Chưa xuất hiện thằng GD, Avenit, Acom, Dylan, Master, Bubbly và Majesty. Jim Thái Mark, Highway, Cờ Viva, đèn bét đỏ thì không phải nghĩ quần bò Levi. Tem 501, áo Versace, hiểu mê đu xa. Hình thêu sau lưng cầm cờ đoàn đua. Mấy thằng bám đuôi theo sau hoa đá. Và tần số má bây giờ còn được gọi dưới cái tên thân mật quần khủ. Chợ Đồng Xuân lúc ấy cầm trịch là Chu Khánh Trắng vẫn đang làm chủ. Bọn dân chơi với tên chất nghệ nổi tiếng là trò đánh bóng đắt xe. Cắm ra cắm vào đặng dùng chục lần tiền lại chính xác 10.000 một tê. Đây là Hà Nội xin của tao sao cơ sao cơ sao cơ. Đừng có dại bật sân hàng bồ trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xin của tao đây sao cơ sao cơ sao cơ. Dần mà tùy vẫn là ngõ chợ mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Đây là Hà Nội xin của tao sao cơ sao cơ sao cơ. Đừng có dại bật sân hàng bồ trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao đây sao cơ sao cơ sao cơ. Dần mà tùy vẫn là ngõ chợ mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Bọn tao luôn ở đẳng cấp khác và nếu mày muốn đưa bọn mày quay ngược thời gian rồi kéo mày xuống. Hà Nội chính là nơi mà bọn tao được sinh ra. Nhạc bọn tao sáng trưa chiều tối được phát ra loa. Hà Nội xịn của tao thời 2000 năm đều vina. 1000 hai thằng gọi thêm được cho mình một cốc trà đá. Khi cần xa vẫn còn xa lạ dưới cái tên Bồ Đà Tài Mà. Mỗi thằng gọng 200 lên bar là thoải mái uống rượu tẹt ga đi vào club. Chi vắt và hoa quả tươi đã đặt trên bàn bọn tao cũng nợ. Quen mặt hết mấy thằng dân chơi khi lên sàn. Ôm người yêu vẫn soi gái đẹp trong men say rượu cay thêm nồng. Bọn tao tìm cho mình một góc tối cả hội chia nhau vài viên tim lồng. Chiều ăn con quần nở độ dung vẫn còn cảm thấy chưa hài lòng. Bọn tao phóng thẳng ra hương phố Huế lăn non suy nghĩ không có dài dòng. Thích hip hop thì vào nhất lòng bông thợ nhuộm gần phố hàng bông. Áo sơ mi cắm thùng xăng bóng trông chả khác gì thanh niên Hồng Kông. Đây là Hà Nội xin của tao sao cơ sao cơ sao cơ. Đừng có dại bật sân hàng bồ trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xin của tao đây sao cơ sao cơ sao cơ. Dần mà tùy vẫn là ngõ chợ mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Yeah tối hát trên cảm hội đêm quên bi new century. Tờ mờ sáng vẫn ngồi cầm chỉ bọn tao không có thằng nào quên ví. Anh em sống trên từng đọt xăng anh em cạn hết ly rượu đầy. Bọn tao đây sinh ra không cùng năm nhưng nguyện chết bên nhau cùng một ngày. Thi thoảng qua đêm vạ vật quán nét bọn tao chặn MIRC. Nhìn cái nick là đủ đoán biết em này chắc chắn là sinh và phê. Giờ GV vừa vào số 6 bọn tao phóng thẳng lao đi cứu nét cho em một suất cơm răng dưa bò trứng ốc thích gì là em chiều hết. Sang ra Lâm Phú giả vợ ốm vào nhà nghỉ mang tên xanh
thành điệu, xuất trình cái chứng minh thư, đóng cửa lộ thiết trên người bộ đồ hàng hiệu. 3 giờ sáng cảm thấy bụng đói, ăn phở gánh ở phố hàng chiếu, qua Bảo Khánh làm ly cà phê, về nhà ngủ thẳng đến 4 giờ chiều. Đây là Hà Nội, xin của tao. Sao cơ, đừng có sại bật sân hằng bầu, trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao. Đây, sao cơ, dân ma túy vẫn là ngõ chợ, mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Hà Nội xịn của tao, ngày nào cũng là đêm 30, không có thằng nào lừa đảo và đa số toàn là dân trời. Thanh niên thì rất giản dị, để kiểu đầu của Armani như là Lê Minh, Andy Lâu, Quách Phú Thành, chưa xuất hiện thằng Chi Đê, Avenit, Acom, Diamond, Master, Burberry và Majesty, Jim Thái, Mark, Highway, Cờ, Viva, đèn bét đỏ thì không phải nghi, quần bò Levi, tem 501, áo Versace, hiểu mê đu xa, hình thêu sau lưng cầm cờ đoàn đua, mấy thằng bám đuôi theo sau hoa đá và tân sổ má, bây giờ còn được gọi dưới cái tên thân mật quần khủ. Chợ Đồng Xuân lúc ấy cầm trịch là Chu Khánh Trắng vẫn đang làm chủ. Bọn dân chơi với tên chất nghệ nổi tiếng là trò đánh bóng đắt xe, cắm ra cắm vào đặng dùng chục lần tiền lại chính xác 10.000 một tê. Đây là Hà Nội xin của tao. Sao cơ, đừng có dại bật sân hằng bầu, trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xin của tao. Đây, sao cơ, dân ma túy vẫn là ngõ chợ, mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Đây là Hà Nội xin của tao. Sao cơ, đừng có dại bật sân hằng bầu, trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao. Đây, sao cơ, dân ma túy vẫn là ngõ chợ, mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Bọn ta luôn ở đẳng cấp khác, và nếu mày muốn, đưa bọn mày quay ngược thời gian rồi kéo mày xuống. Hà Nội chính là nơi mà bọn tao được sinh ra, nhạc bọn tao sáng trưa chiều tối được phát ra luôn. Hà Nội xịn của tao, thời 2000 năm đều Vina, 1000 hai thằng gọi thêm, được cho mình một cốc trà đá. Khi cần xa vẫn còn xa lạ, dưới cái tên Bồ Đà Tài Mà, mỗi thằng góc 200 lên bà, là thoải mái uống rượu tẹt ga, đi vào club, chi vắt và hoa quả tươi đã đặt trên bàn, bọn tao cùng nợ. Quen mặt hết mấy thằng dân chơi khi lên sàn, ôm người yêu vẫn soi gái đẹp, trong men say rượu cay thêm nồng. Bọn tao tìm cho mình một góc tối, cả hội trên nhau vài viên tim lồng. Chiều ăn con quần nở độ dung, vẫn còn cảm thấy chưa hài lòng. Bọn tao phóng thẳng ra hương phố Huế lăn nong, suy nghĩ không có dài dòng, thích hip hop thì vào nhất lòng. Bông thợ nhuộm gần phố hàng bông, áo sơ mi cắm thùng xăng bóng, trông chả khác gì thanh niên Hồng Kông. Đây là Hà Nội xin của tao. Sao cơ, đừng có dại bật sân hằng bầu, trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao. Đây, sao cơ, dân ma túy vẫn là ngõ chợ, mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Yeah, tối hát trên Cảm Hội, đêm quên bê New Century, tờ mờ sáng vẫn ngồi cầm chỉ, bọn tao không có thằng nào quên ví. Anh em sống trên từng giọt xăng, anh em cạn hết ly rượu đầy. Bọn tao đây sinh ra không cùng năm, nhưng nguyện chết bên nhau cùng một ngày. Thi thoảng qua đêm vạ vật quán nét, bọn tao chặn MIRC, nhìn cái nick là đủ đoán biết em này chắc chắn là sinh và phê. Giờ GV vừa vào số 6, bọn tao phóng thẳng lao đi cứu nét cho em một suất cơm răng dưa bò trứng ốc, thích gì là em chiều hết. Sang Gia Lâm Phú giả vợ ốm, vào nhà nghỉ mang tên sành điệu, xuất trình cái chứng minh thư, đóng cửa lộ thiết trên người bộ đồ hàng hiệu. 3 giờ sáng cảm thấy bụng đói, ăn phở gánh ở phố hàng chiếu, qua Bảo Khánh làm ly cà phê, về nhà ngủ thẳng đến 4 giờ chiều. Đây là Hà Nội xin của tao. Sao cơ, đừng có dại bật sân hằng bầu, trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao. Đây, sao cơ, dân ma túy vẫn là ngõ chợ, mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Hà Nội xịn của tao, ngày nào cũng là đêm 30, không có thằng nào lừa đảo và đa số toàn là dân trời. Thanh niên thì rất giản dị, để kiểu đầu của Armani như là Lê Minh, Andy Lâu, Quách Phú Thành, chưa xuất hiện thằng Chi Đê, Avenit, Acom, Diamond, Master, Burberry và Majesty, Jim Thái, Mark, Highway, Cờ, Viva, đèn bét đỏ thì không phải nghi, quần bò Levi, tem 501, áo Versace, hiểu mê đu xa, hình thêu sau lưng cầm cờ đoàn đua, mấy thằng bám đuôi theo sau hoa đá và tân sổ má, bây giờ còn được gọi dưới cái tên thân mật quần khủ. Chợ Đồng Xuân lúc ấy cầm trịch là Chu Khánh Trắng vẫn đang làm chủ. Bọn dân chơi với tên chất nghệ nổi tiếng là trò đánh bóng đắt xe, cắm ra cắm vào đặng dùng chục lần tiền lại chính xác 10.000 một tê. Đây là Hà Nội xin của tao. Sao cơ, đừng có dại bật sân hằng bầu, trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao. Đây, sao cơ, dân ma túy vẫn là ngõ chợ, mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Đây là Hà Nội xin của tao. Sao cơ, đừng có dại bật sân hằng bầu, trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao. Đây, sao cơ, dân ma túy vẫn là ngõ chợ, mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Bọn tao luôn ở đẳng cấp khác, và nếu mày muốn, đưa bọn mày quay ngược thời gian rồi kéo mày xuống. Hà Nội chính là nơi mà bọn tao được sinh ra,
Nhạc bọn tao sáng trưa chiều tối được phát ra loa. Nội sĩ của tao thời 2000 năm đều vina. 1000 hai thằng gọi thêm được cho mình một cốc trà đá. Khi cần xa vẫn còn xa lạ dưới cái tên Bồ Đà Tài Mà. Mỗi thằng gọng 200 lên ba là thoải mái uống rượu tè ca. Đi vào club chi vắt và hoa quả tươi đã đặt trên bàn bọn tao cũng nợ. Quen mặt hết mấy thằng dân chơi khi lên sàn. Ôm người yêu vẫn soi cái đẹp trong men say rượu cay thêm nồng. Bọn tao tìm cho mình một góc tối cả hội chia nhau vài viên tim lồng. Chiều ăn con quần nở độ dung vẫn còn cảm thấy chưa hài lòng. Bọn tao phóng thẳng ra hương phố Huế lăn nong suy nghĩ không có dài dòng. Thích hip hop thì vào Nhất Long bông thợ nhuộm gần phố hàng bông. Áo sơ mi cắm thùng xăng bóng trông chả khác gì thanh niên Hồng Kông. Đây là Hà Nội xin của tao. Sao cơ đừng có dại bật sân hàng bộ. Trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xin của tao đây. Sao cơ dân ma túy vẫn là ngọn chợ. Mấy thằng lô đề vẫn luôn vỡ nợ. Yeah, tối hát trên cảm hội đêm quên bi New Century. Tờ mờ sáng vẫn ngồi cầm chỉ. Bọn tao không có thằng nào quên ví. Anh em sống trên từng đọt xăng. Anh em cạn hết ly rượu đầy. Bọn tao đây sinh ra không cùng năm nhưng nguyện chết bên nhau cùng một ngày. Thi thoảng qua đêm vạ vật quán nét. Bọn tao chặn MIRC. Nhìn cái nick là đủ đoán biết em này chắc chắn là sinh và phê. Giờ GV vừa vào số 6. Bọn tao phóng thẳng lao đi cứu nét. Cho em một suất cơm răng dưa bò trứng ốc. Thích gì là em chiều hết. Sang Gia Lâm Phú giả vợ ốm. Vào nhà nghỉ mang tên xanh điệu xuất trình cái chứng minh thư. Đóng cửa lột thiết trên người bột đồ hàng hiệu. 3 giờ sáng cảm thấy bụng đói. Ăn phở gánh ở phố hàng chiếu. Qua Bảo Khánh làm ly cà phê. Về nhà ngủ thẳng đến 4 giờ chiều. Đây là Hà Nội xin của tao. Sao cơ đừng có dại bật sân hàng bộ. Trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xin của tao đây. Sao cơ dân ma túy vẫn là ngõ chợ. Mấy thằng lô đề vẫn luôn vỡ nợ. Hà Nội xịn của tao, ngày nào cũng là đêm 30. Không có thằng nào lừa đảo, và đa số toàn là dân chơi. Thanh niên thì rất giản dị, để kiểu đầu của Armani. Như là Lê Minh, Andy Lâu, Quách Phú Thành. Chưa xuất hiện thằng GD, Avenit, Acom, Dylan, Master, Bubbly và Majesty. Jim Thái Mark, Highway, Cờ Viva, đèn bét đỏ thì không phải nghĩ. Quần bò Levi, tem 501, áo Versace, hiểu mê đu xa. Hình theo sau lưng cầm cờ đoàn đua. Mấy thằng bám đuôi theo sau hoa đá. Và tân số má bây giờ còn được gọi dưới cái tên thân mật quần khủ. Chợ Đồng Xuân lúc ấy cầm trịch là Chu Khánh Trắng vẫn đang làm chủ. Bọn dân chơi với tên chất nghệ nổi tiếng là trò đánh bóng đắt xe. Cắm ra cắm vào đặng dùng chục lần tiền lại chính xác 10.000 một tê. Đây là Hà Nội xin của tao. Sao cơ đừng có dại bật sân hàng bộ. Trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xin của tao đây. Sao cơ dân ma túy vẫn là ngõ chợ. Mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Đây là Hà Nội xin của tao. Sao cơ đừng có dại bật sân hàng bộ. Trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao đây. Sao cơ dân ma túy vẫn là ngõ chợ. Mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Bọn tao luôn ở đẳng cấp khác. Và nếu mày muốn, đưa bọn mày quay ngược thời gian rồi kéo mày xuống. Hà Nội chính là nơi mà bọn tao được sinh ra. Nhạc bọn tao sáng trưa chiều tối được phát ra loa. Hà Nội xịn của tao thời 2000 năm đều vina. 1000 hai thằng gọi thêm được cho mình một cốc trà đá. Khi cần xa vẫn còn xa lạ dưới cái tên Bồ Đà Tài Mà. Mỗi thằng gọng 200 lên ba là thoải mái uống rượu tẹt ga. Đi vào club chi vắt và hoa quả tươi đã đặt trên bàn. Bọn tao cũng nợ. Quen mặt hết mấy thằng dân chơi khi lên sàn. Ôm người yêu vẫn soi cái đẹp trong men say rượu cay thêm nồng. Bọn tao tìm cho mình một góc tối cả hội chia nhau vài viên tim lồng. Chiều ăn con quần nở độ dung vẫn còn cảm thấy chưa hài lòng. Bọn tao phóng thẳng ra hương phố Huế lăn nong suy nghĩ không có dài dòng. Thích hip hop thì vào Nhất Long bông thợ nhuộm gần phố hàng bông. Áo sơ mi cắm thùng xăng bóng trông chả khác gì thanh niên Hồng Kông. Đây là Hà Nội xin của tao. Sao cơ đừng có dại bật sân hàng bộ. Trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xin của tao đây. Sao cơ dân ma túy vẫn là ngõ chợ. Mấy thằng lô đề vẫn luôn vỡ nợ. Yeah, tối hát trên cảm hội đêm quên bi New Century. Tờ mờ sáng vẫn ngồi cầm chỉ. Bọn tao không có thằng nào quên ví. Anh em sống trên từng đọt xăng. Anh em cạn hết ly rượu đầy. Bọn tao đây sinh ra không cùng năm nhưng nguyện chết bên nhau cùng một ngày. Thi thoảng qua đêm vạ vật quán nét. Bọn tao chặn MIRC. Nhìn cái nick là đủ đoán biết em này chắc chắn là sinh và phê. Giờ GV vừa vào số 6. Bọn tao phóng thẳng lao đi cứu nét. Cho em một suất cơm răng dưa bò trứng ốc. Thích gì là em chiều hết. Sang Gia Lâm Phú giả vợ ốm. Vào nhà nghỉ mang tên xanh
hành điệu, xuất trình cái chứng minh thư, đóng cửa lột thiết trên người bột đồ hàng hiệu. 3 giờ sáng cảm thấy bụng đói, ăn phở gánh ở phố Hàng Chiếu, qua Bảo Khánh làm ly cà phê, về nhà ngủ thẳng đến 4 giờ chiều. Đây là Hà Nội, xin của tao. Sao cơ, đừng có sại bật sân Hằng Bồ, trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao. Đây, sao cơ, dân ma túy vẫn là ngõ chợ, mấy thằng lô đề vẫn luôn vỡ nợ. Hà Nội xịn của tao, ngày nào cũng là đêm 30, không có thằng nào lừa đảo, và đa số toàn là dân trời. Thanh niên thì rất giản dị, để kiểu đầu của Armani như là Lê Minh, Andy Lâu, Quách Phú Thành, chưa xuất hiện thằng GD, Avenit, Acom, Dylan, Master, Bubbly và Majesty, Jim Thái, Mark, Highway, Cờ, Viva, đèn bét đỏ thì không phải nghĩ, quần bò Levi, tem 501, áo Versace, hiểu Medusa, hình thêu sau lưng cầm cờ đoàn đua, mấy thằng bám đuôi theo sau hoa đá, và tần số mà bây giờ còn được gọi dưới cái tên thân mật quần khủ. Chợ Đồng Xuân lúc ấy cầm trịch là Chu Khánh Trắng vẫn đang làm chủ. Bọn dân chơi với tên chất nghệ nổi tiếng là trò đánh bóng đắt xe, cắm ra cắm vào đặng dùng chục lần tiền lại, chính xác 10.000 một tê. Đây là Hà Nội, xin của tao. Sao cơ, đừng có dại bật sân Hằng Bồ, trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xin của tao. Đây, sao cơ, dân ma túy vẫn là ngõ chợ, mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Đây là Hà Nội, xin của tao. Sao cơ, đừng có dại bật sân Hằng Bồ, trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao. Đây, sao cơ, dân ma túy vẫn là ngõ chợ, mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Bọn tao luôn ở đẳng cấp khác, và nếu mày muốn, đưa bọn mày quay ngược thời gian rồi kéo mày xuống. Hà Nội chính là nơi mà bọn tao được sinh ra, nhạc bọn tao sáng trưa chiều tối được phát ra luôn. Hà Nội xịn của tao, thời 2000 năm đều Vina, 1000 hai thằng gọi thêm, được cho mình một cốc trà đá. Khi cần xa vẫn còn xa lạ, dưới cái tên Bồ Đà Tài Mà, mỗi thằng góc 200 lên bar, là thoải mái uống rượu tẹt ga. Đi vào club, chi vắt và hoa quả tươi đã đặt trên bàn, bọn tao cùng nợ. Quen mặt hết mấy thằng dân chơi khi lên sàn, ôm người yêu vẫn soi gái đẹp, trong men say rượu cay thêm nồng. Bọn tao tìm cho mình một góc tối, cả hội trên nhau vài viên tim lồng. Chiều ăn con quần nở độ dung, vẫn còn cảm thấy chưa hài lòng. Bọn tao phóng thẳng ra hương phố Huế lăn non, suy nghĩ không có dài dòng. Thích hip hop thì vào Nhất Long, bông thợ nhuộm gần phố Hàng Bông, áo sơ mi cắm thùng xăng bóng, trông chả khác gì thanh niên Hồng Kông. Đây là Hà Nội, xin của tao. Sao cơ, đừng có dại bật sân Hằng Bồ, trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao. Đây, sao cơ, dân ma túy vẫn là ngõ chợ, mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Yeah, tối hát trên cảm hội, đêm quyền bi New Century, tờ mờ sáng vẫn ngồi cấm chỉ, bọn tao không có thằng nào quên ví. Anh em sống trên từng đọt xăng, anh em cạn hết ly rượu đầy. Bọn tao đây sinh ra không cùng năm, nhưng nguyện chết bên nhau cùng một ngày. Thi thoảng qua đêm vạ vật quán nét, bọn tao chặn MIRC, nhìn cái nick là đủ đoán biết em này chắc chắn là sinh và phê. Giờ GV vừa vào số 6, bọn tao phóng thẳng lao đi cứu nét, cho em một suất cơm răng dưa bò trứng ốc, thích gì là em chiều hết. Sang ra Lâm Phú giả vợ ốm, vào nhà nghỉ mang tên xanh điệu, xuất trình cái chứng minh thư, đóng cửa lột thiết trên người bột đồ hàng hiệu. 3 giờ sáng cảm thấy bụng đói, ăn phở gánh ở phố Hàng Chiếu, qua Bảo Khánh làm ly cà phê, về nhà ngủ thẳng đến 4 giờ chiều. Đây là Hà Nội, xin của tao. Sao cơ, đừng có dại bật sân Hằng Bồ, trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao. Đây, sao cơ, dân ma túy vẫn là ngõ chợ, mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Hà Nội xịn của tao, ngày nào cũng là đêm 30, không có thằng nào lừa đảo, và đa số toàn là dân trời. Thanh niên thì rất giản dị, để kiểu đầu của Armani như là Lê Minh, Andy Lâu, Quách Phú Thành, chưa xuất hiện thằng GD, Avenit, Acom, Dylan, Master, Bubbly và Majesty, Jim Thái, Mark, Highway, Cờ, Viva, đèn bét đỏ thì không phải nghĩ, quần bò Levi, tem 501, áo Versace, hiểu Medusa, hình thêu sau lưng cầm cờ đoàn đua, mấy thằng bám đuôi theo sau hoa đá, và tần số mà bây giờ còn được gọi dưới cái tên thân mật quần khủ. Chợ Đồng Xuân lúc ấy cầm trịch là Chu Khánh Trắng vẫn đang làm chủ. Bọn dân chơi với tên chất nghệ nổi tiếng là trò đánh bóng đắt xe, cắm ra cắm vào đặng dùng chục lần tiền lại, chính xác 10.000 một tê. Đây là Hà Nội, xin của tao. Sao cơ, đừng có dại bật sân Hằng Bồ, trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao. Đây, sao cơ, dân ma túy vẫn là ngõ chợ, mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Đây là Hà Nội, xin của tao. Sao cơ, đừng có dại bật sân Hằng Bồ, trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao. Đây, sao cơ, dân ma túy vẫn là ngõ chợ, mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Bọn tao luôn ở đẳng cấp khác, và nếu mày muốn, đưa bọn mày quay ngược thời gian rồi kéo mày xuống. Hà Nội chính là nơi mà bọn tao được sinh ra,
Nhạc bọn tao sáng trưa chiều tối được phát ra luôn. Nghệ sĩ của tao thời 2000 năm đều vina. 1000 hai thằng gọi thêm được cho mình một cốc trà đá. Khi cần xa vẫn còn xa lạ dưới cái tên Bồ Đà Tài Mà. Mỗi thằng góp 200 lên bà là thoải mái uống rượu tẹt ga đi vào club. Chi vắt và hoa quả tươi đã đặt trên bàn bọn tao cùng nợ. Quen mặt hết mấy thằng dân chơi khi lên sàn. Ôm người yêu vẫn soi gái đẹp trong men say rượu cay thêm nồng. Bọn tao tìm cho mình một góc tối cả hội trên nhau vài viên tim lồng. Chiều ăn con quần nở độ dung vẫn còn cảm thấy chưa hài lòng. Bọn tao phóng thẳng ra hương phố Huế lăn nong suy nghĩ không có dài dòng. Thích hip hop thì vào nhất lòng. Bông thợ nhuộm gần phố hàng bông. Áo sơ mi cắm thùng xăng bóng trông chả khác gì thanh niên Hồng Kông. Đây là Hà Nội xin của tao. Sao cơ đừng có dại bật sân hàng bộ. Trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao. Đây sao cơ dần mà tùy vẫn là ngõ chợ. Mấy thằng lô đề vẫn luôn vỡ nợ. Yeah, tối hát trên cảm hội, đêm quên bê New Century. Tờ mờ sáng vẫn ngồi cầm chỉ. Bọn tao không có thằng nào quên ví. Anh em sống trên từng đọt xăng. Anh em cạn hết ly rượu đầy. Bọn tao đây sinh ra không cùng năm nhưng nguyện chết bên nhau cùng một ngày. Thi thoảng qua đêm vạ vật quán nét. Bọn tao chặn MIRC. Nhìn cái nick là đủ đoán biết em này chắc chắn là sinh và phê. Giờ GV vừa và số 6. Bọn tao phóng thẳng lao đi cứu nét. Cho em một suất cơm răng dưa bò trứng ốc. Thích gì là em chiều hết. Sang Gia Lâm Phú giả vợ ốm. Vào nhà nghỉ mang tên xanh điệu xuất trình cái chứng minh thư. Đóng cửa lộ thiết trên người bộ đồ hàng hiệu. 3 giờ sáng cảm thấy bụng đói. Ăn phở gánh ở phố hàng chiếu. Qua Bảo Khánh làm ly cà phê. Về nhà ngủ thẳng đến 4 giờ chiều. Đây là Hà Nội xin của tao. Sao cơ đừng có dại bật sân hàng bộ. Trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao. Đây sao cơ dần mà tùy vẫn là ngõ chợ. Mấy thằng lô đề vẫn luôn vỡ nợ. Hà Nội xịn của tao. Ngày nào cũng là đêm 30. Không có thằng nào lừa đảo. Và đa số toàn là dân chơi. Thanh niên thì rất giản dị. Để kiểu đầu của Armani. Như là Lê Minh Andy Lâu Quách Phú Thành. Chưa xuất hiện thằng GD Avenit Acom Dylan Master Bubbly và Majesty. Jim Thái Mark Highway Cờ Viva đèn bét đỏ thì không phải nghĩ. Quần bò Levi tem 501 áo Versace hiểu mê đốt xa. Hình thiêu sau lưng cầm cờ đoàn đua. Mấy thằng bám đuôi theo sau hoa đá. Và tân sổ má bây giờ còn được gọi dưới cái tên thân mật quân khu. Chợ Đồng Xuân lúc ấy cầm trịch là Châu Khánh Trắng vẫn đang làm chủ. Bọn dân chơi với tên chất nghệ nổi tiếng là trò đánh bóng đắt xe. Cắm ra cắm vào đặng dung chục lần tiền lại chính xác 10.000 một tê. Đây là Hà Nội xin của tao. Sao cơ đừng có dại bật sân hàng bộ. Trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao. Đây sao cơ dần mà tùy vẫn là ngõ chợ. Mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Đây là Hà Nội xin của tao. Sao cơ đừng có dại bật sân hàng bộ. Trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao. Đây sao cơ dần mà tùy vẫn là ngõ chợ. Mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Bọn tao luôn ở đẳng cấp khác. Và nếu mày muốn, đưa bọn mày quay ngược thời gian rồi kéo mày xuống. Hà Nội chính là nơi mà bọn tao được sinh ra. Nhạc bọn tao sáng trưa chiều tối được phát ra luôn. Hà Nội xịn của tao. Thời 2000 năm đều vina. 1000 hai thằng gọi thêm được cho mình một cốc trà đá. Khi cần xa vẫn còn xa lạ dưới cái tên Bồ Đà Tài Mà. Mỗi thằng góp 200 lên bà là thoải mái uống rượu tẹt ga đi vào club. Chi vắt và hoa quả tươi đã đặt trên bàn bọn tao cùng nợ. Quen mặt hết mấy thằng dân chơi khi lên sàn. Ôm người yêu vẫn soi gái đẹp trong men say rượu cay thêm nồng. Bọn tao tìm cho mình một góc tối cả hội trên nhau vài viên tim lồng. Chiều ăn con quần nở độ dung vẫn còn cảm thấy chưa hài lòng. Bọn tao phóng thẳng ra hương phố Huế lăn nong suy nghĩ không có dài dòng. Thích hip hop thì vào nhất lòng. Bông thợ nhuộm gần phố hàng bông. Áo sơ mi cắm thùng xăng bóng trông chả khác gì thanh niên Hồng Kông. Đây là Hà Nội xin của tao. Sao cơ đừng có dại bật sân hàng bộ. Trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao. Đây sao cơ dần mà tùy vẫn là ngõ chợ. Mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Yeah, tối hát trên cảm hội, đêm quên bê New Century. Tờ mờ sáng vẫn ngồi cầm chỉ. Bọn tao không có thằng nào quên ví. Anh em sống trên từng đọt xăng. Anh em cạn hết ly rượu đầy. Bọn tao đây sinh ra không cùng năm nhưng nguyện chết bên nhau cùng một ngày. Thi thoảng qua đêm vạ vật quán nét. Bọn tao chặn MIRC. Nhìn cái nick là đủ đoán biết em này chắc chắn là sinh và phê. Giờ GV vừa và số 6. Bọn tao phóng thẳng lao đi cứu nét. Cho em một suất cơm răng dưa bò trứng ốc. Thích gì là em chiều hết. Sang Gia Lâm Phú giả vợ ốm. Vào nhà nghỉ mang tên xanh.
điệu xuất trình cái chứng minh thư đóng cửa lột thiết trên người bộ đồ hàng hiệu. 3 giờ sáng cảm thấy bụng đói, ăn phở gánh ở phố hàng chiếu, qua Bảo Khánh làm ly cà phê về nhà ngủ thẳng đến 4 giờ chiều. Đây là Hà Nội xin của tao, sao cơ đừng có dại bật sân hàng bộ, trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao đây, sao cơ dân ma túy vẫn là ngõ chợ, mấy thằng lô đề vẫn luôn vỡ nợ. Hà Nội xịn của tao, ngày nào cũng là đêm 30, không có thằng nào lừa đảo và đa số toàn là dân trời. Thanh niên thì rất giản dị, để kiểu đầu của Armani như là Lê Minh, Andy Lâu, Quách Phú Thành, chưa xuất hiện thằng GD, Avenit, Acom, Dylan, Master, Bubbly và Majesty, Jim Thái, Mark Highway, Cờ Viva, đèn bét đỏ thì không phải nghĩ quần bò Levi, tem 501, áo Versace, hiểu mê đu xa, hình theo sau lưng cầm cờ đoàn đua, mấy thằng bám đuôi theo sau hoa đá và tân sổ má, bây giờ còn được gọi dưới cái tên thân mật quần khủ. Chợ Đồng Xuân lúc ấy cầm trịch là Chu Khánh Trắng vẫn đang làm chủ, bọn dân chơi với tên chất nghệ nổi tiếng là trò đánh bóng đắt xe, cắm ra cắm vào đặng dùng chục lần tiền lại chính xác 10.000 một tê. Đây là Hà Nội xin của tao, sao cơ đừng có dại bật sân hàng bộ, trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xin của tao đây, sao cơ dân ma túy vẫn là ngõ chợ, mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Đây là Hà Nội xin của tao, sao cơ đừng có dại bật sân hàng bộ, trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao đây, sao cơ dân ma túy vẫn là ngõ chợ, mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Bọn tao luôn ở đẳng cấp khác, và nếu mày muốn, đưa bọn mày quay ngược thời gian rồi kéo mày xuống. Hà Nội chính là nơi mà bọn tao được sinh ra, nhạc bọn tao sáng trưa chiều tối được phát ra luôn. Hà Nội xịn của tao, thời 2000 năm đều Vina, 1000 hai thằng gọi thêm được cho mình một cốc trà đá, khi cần xa vẫn còn xa lạ dưới cái tên Bồ Đà Tài Mà, mỗi thằng gọng 200 lên bar là thoải mái uống rượu tẹt ga, đi vào club chi vắt và hoa quả tươi đã đặt trên bàn, bọn tao cũng nợ quen mặt hết mấy thằng dân chơi khi lên sàn, ôm người yêu vẫn soi gái đẹp trong men say rượu cay thêm nồng, bọn tao tìm cho mình một góc tối cả hội chiên nhau vài viên tim lồng, chiều ăn con quần nở độ dung vẫn còn cảm thấy chưa hài lòng, bọn tao phóng thẳng ra hương phố Huế lăn non, suy nghĩ không có dài dòng, thích hip hop thì vào nhất lòng, bông thợ nhuộm gần phố hàng bông, áo sơ mi cắm thùng xăng bóng trông chả khác gì thanh niên Hồng Kông. Đây là Hà Nội xin của tao, sao cơ đừng có dại bật sân hàng bộ, trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xin của tao đây, sao cơ dân ma túy vẫn là ngõ chợ, mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Yeah, tối hát trên cảm hội, đêm quên bi New Century, tờ mờ sáng vẫn ngồi cầm chỉ, bọn tao không có thằng nào quên ví, anh em sống trên từng đọt xăng, anh em cạn hết ly rượu đầy. Bọn tao đây sinh ra không cùng năm nhưng nguyện chết bên nhau cùng một ngày, thi thoảng qua đêm vạ vật quán nét, bọn tao chặn MIRC, nhìn cái nick là đủ đoán biết em này chắc chắn là sinh và phê. Giờ GV vừa vào số 6, bọn tao phóng thẳng lao đi cứu nét cho em một suất cơm răng dưa bò trứng ốc, thích gì là em chiều hết. Sang ra Lâm Phú giả vợ ốm, vào nhà nghỉ mang tên xanh điệu xuất trình cái chứng minh thư đóng cửa lột thiết trên người bộ đồ hàng hiệu. 3 giờ sáng cảm thấy bụng đói, ăn phở gánh ở phố hàng chiếu, qua Bảo Khánh làm ly cà phê về nhà ngủ thẳng đến 4 giờ chiều. Đây là Hà Nội xin của tao, sao cơ đừng có dại bật sân hàng bộ, trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xin của tao đây, sao cơ dân ma túy vẫn là ngõ chợ, mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Hà Nội xịn của tao, ngày nào cũng là đêm 30, không có thằng nào lừa đảo và đa số toàn là dân trời. Thanh niên thì rất giản dị, để kiểu đầu của Armani như là Lê Minh, Andy Lâu, Quách Phú Thành, chưa xuất hiện thằng GD, Avenit, Acom, Dylan, Master, Bubbly và Majesty, Jim Thái, Mark Highway, Cờ Viva, đèn bét đỏ thì không phải nghĩ quần bò Levi, tem 501, áo Versace, hiểu mê đu xa, hình theo sau lưng cầm cờ đoàn đua, mấy thằng bám đuôi theo sau hoa đá và tân sổ má, bây giờ còn được gọi dưới cái tên thân mật quần khủ. Chợ Đồng Xuân lúc ấy cầm trịch là Chu Khánh Trắng vẫn đang làm chủ, bọn dân chơi với tên chất nghệ nổi tiếng là trò đánh bóng đắt xe, cắm ra cắm vào đặng dùng chục lần tiền lại chính xác 10.000 một tê. Đây là Hà Nội xin của tao, sao cơ đừng có dại bật sân hàng bộ, trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xin của tao đây, sao cơ dân ma túy vẫn là ngõ chợ, mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Đây là Hà Nội xin của tao, sao cơ đừng có dại bật sân hàng bộ, trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao đây, sao cơ dân ma túy vẫn là ngõ chợ, mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Bọn tao luôn ở đẳng cấp khác, và nếu mày muốn, đưa bọn mày quay ngược thời gian rồi kéo mày xuống. Hà Nội chính là nơi mà bọn tao được sinh ra,
Nhạc bọn tao sáng trưa chiều tối được phát ra luôn. Nghệ sĩ của tao thời 2000 năm đều vina. 1000 hai thằng gọi thêm được cho mình một cốc trà đá. Khi cần xa vẫn còn xa lạ dưới cái tên Bồ Đà Tài Mà. Mỗi thằng góp 200 lên bar là thoải mái uống rượu tẹt ga. Đi vào club chi vắt và hoa quả tươi đã đặt trên bàn bọn tao cũng nỡ. Quen mặt hết mấy thằng dân chơi khi lên sàn. Ôm người yêu vẫn soi gái đẹp trong men say rượu cay thêm nồng. Bọn tao tìm cho mình một góc tối cả hội trên nhau vài viên tim lồng. Chiều ăn con quần nở độ dung vẫn còn cảm thấy chưa hài lòng. Bọn tao phóng thẳng ra hương phố Huế lăn nong suy nghĩ không có dài dòng. Thích hip hop thì vào Nhất Long bông thợ nhuộm gần phố hàng bông. Áo sơ mi cắm thùng xăng bóng trông chả khác gì thanh niên Hồng Kông. Đây là Hà Nội xin của tao. Sao cơ đừng có dại bật sân hàng bộ. Trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xin của tao đây. Sao cơ dân ma túy vẫn là ngõ chợ. Mấy thằng lô đề vẫn luôn vỡ nợ. Yeah, tối hát trên cảm hội đêm quyền bi New Century. Tờ mờ sáng vẫn ngồi cấm chỉ. Bọn tao không có thằng nào quên ví. Anh em sống trên từng đọt xăng. Anh em cạn hết ly rượu đầy. Bọn tao đây sinh ra không cùng năm nhưng nguyện chết bên nhau cùng một ngày. Thi thoảng qua đêm vạ vật quán nét. Bọn tao chặn MIRC. Nhìn cái nick là đủ đoán biết em này chắc chắn là sinh và phê. Giờ GV vừa vào số 6. Bọn tao phóng thẳng lao đi cứu nét. Cho em một suất cơm răng dưa bò trứng ốc. Thích gì là em chiều hết. Sang ra Lâm Phú giả vợ ốm. Vào nhà nghỉ mang tên xanh điệu. Xuất trình cái chứng minh thư. Đóng cửa lột thiết trên người bộ đồ hàng hiệu. 3 giờ sáng cảm thấy bụng đói. Ăn phở gánh ở phố hàng chiếu. Qua Bảo Khánh làm ly cà phê. Về nhà ngủ thẳng đến 4 giờ chiều. Đây là Hà Nội xin của tao. Sao cơ đừng có dại bật sân hàng bộ. Trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao đây. Sao cơ dân ma túy vẫn là ngõ chợ. Mấy thằng lô đề vẫn luôn vỡ nợ. Hà Nội xịn của tao. Ngày nào cũng là đêm 30. Không có thằng nào lừa đảo. Và đa số toàn là dân trời. Thanh niên thì rất giản dị. Để kiểu đầu của Armani. Như là Lê Minh ăn đi lâu. Quách Phú Thành chưa xuất hiện thằng GD. Avenit, Acom, Diamond, Master, Bubbly và Majesty. Jim Thái Mark, Highway, Cờ Viva, đèn mét đỏ. Thì không phải nghĩ quần bò Levi. Tem 501 áo Versace. Hiểu mê đốt xa hình theo sau lưng cầm cờ đoàn đua. Mấy thằng bám đuôi theo sau hoa đá. Và tân sổ má bây giờ còn được gọi dưới cái tên thân mật quần khủ. Chợ Đồng Xuân lúc ấy cầm trịch là Chu Khánh Trắng vẫn đang làm chủ. Bọn dân chơi với tên chất nghệ nổi tiếng là trò đánh bóng đắt xe. Cắm ra cắm vào đặng dung chục lần tiền lại chính xác 10.000 một tê. Đây là Hà Nội xin của tao. Sao cơ đừng có dại bật sân hàng bộ. Trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao đây. Sao cơ dân ma túy vẫn là ngõ chợ. Mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Đây là Hà Nội xin của tao. Sao cơ đừng có dại bật sân hàng bộ. Trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao đây. Sao cơ dân ma túy vẫn là ngõ chợ. Mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Bọn tao luôn ở đẳng cấp khác. Và nếu mày muốn, đưa bọn mày quay ngược thời gian rồi kéo mày xuống. Hà Nội chính là nơi mà bọn tao được sinh ra. Nhạc bọn tao sáng trưa chiều tối được phát ra luôn. Hà Nội xịn của tao. Thời 2000 năm đều vina. 1000 hai thằng gọi thêm được cho mình một cốc trà đá. Khi cần xa vẫn còn xa lạ dưới cái tên Bồ Đà Tài Mà. Mỗi thằng góp 200 lên bar là thoải mái uống rượu tẹt ga. Đi vào club chi vắt và hoa quả tươi đã đặt trên bàn bọn tao cũng nỡ. Quen mặt hết mấy thằng dân chơi khi lên sàn. Ôm người yêu vẫn soi gái đẹp trong men say rượu cay thêm nồng. Bọn tao tìm cho mình một góc tối cả hội trên nhau vài viên tim lồng. Chiều ăn con quần nở độ dung vẫn còn cảm thấy chưa hài lòng. Bọn tao phóng thẳng ra hương phố Huế lăn nong suy nghĩ không có dài dòng. Thích hip hop thì vào Nhất Long bông thợ nhuộm gần phố hàng bông. Áo sơ mi cắm thùng xăng bóng trông chả khác gì thanh niên Hồng Kông. Đây là Hà Nội xin của tao. Sao cơ đừng có dại bật sân hàng bộ. Trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao đây. Sao cơ dân ma túy vẫn là ngõ chợ. Mấy thằng lô đề vẫn luôn vỡ nợ. Yeah, tối hát trên cảm hội đêm quyền bi New Century. Tờ mờ sáng vẫn ngồi cấm chỉ. Bọn tao không có thằng nào quên ví. Anh em sống trên từng đọt xăng. Anh em cạn hết ly rượu đầy. Bọn tao đây sinh ra không cùng năm nhưng nguyện chết bên nhau cùng một ngày. Thi thoảng qua đêm vạ vật quán nét. Bọn tao chặn MIRC. Nhìn cái nick là đủ đoán biết em này chắc chắn là sinh và phê. Giờ GV vừa vào số 6. Bọn tao phóng thẳng lao đi cứu nét. Cho em một suất cơm răng dưa bò trứng ốc. Thích gì là em chiều hết. Sang ra Lâm Phú giả vợ ốm. Vào nhà nghỉ mang tên xanh
điệu xuất trình cái chứng minh thư đóng cửa lột thiết trên người bộ đồ hàng hiệu. 3 giờ sáng cảm thấy bụng đói, ăn phở gánh ở phố hàng chiếu, qua Bảo Khánh làm ly cà phê về nhà ngủ thẳng đến 4 giờ chiều. Đây là Hà Nội xin của tao, sao cơ đừng có sại bật sân hàng bộ, trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao đây, sao cơ dân ma túy vẫn là ngõ chợ, mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Hà Nội xịn của tao, ngày nào cũng là đêm 30, không có thằng nào lừa đảo và đa số toàn là dân trời. Thanh niên thì rất giản dị, để kiểu đầu của Armani như là Lê Minh, Andy Lâu, Quách Phú Thành, chưa xuất hiện thằng GD, Avenit, Acom, Dylan, Master, Bubbly và Majesty, Jim Thái, Mark, Highway, Cờ Vi và đèn bét đỏ thì không phải nghĩ quần bò lì và tem 501 áo Versace hiểu mê đu xa hình theo sau lưng cầm cờ đoàn đua, mấy thằng bám đuôi theo sau hoa đá và tân sổ má bây giờ còn được gọi dưới cái tên thân mật quần khủ. Chợ Đồng Xuân lúc ấy cầm trịch là Châu Khánh Trắng vẫn đang làm chủ, bọn dân chơi với tên chất nghệ nổi tiếng là trò đánh bóng đắt xe, cắm ra cắm vào đặng dùng chục lần tiền lại chính xác 10.000 một tê. Đây là Hà Nội xin của tao, sao cơ đừng có dại bật sân hàng bộ, trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao đây, sao cơ dân ma túy vẫn là ngõ chợ, mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Đây là Hà Nội xịn của tao, sao cơ đừng có dại bật sân hàng bộ, trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao đây, sao cơ dân ma túy vẫn là ngõ chợ, mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Bọn tao luôn ở đẳng cấp khác và nếu mày muốn, đưa bọn mày quay ngược thời gian rồi kéo mày xuống. Hà Nội chính là nơi mà bọn tao được sinh ra, nhạc bọn tao sáng trưa chiều tối được phát ra luôn. Hà Nội xịn của tao, thời 2000 năm đều Vina, 1000 hai thằng gọi thêm được cho mình một cốc trà đá, khi cần xa vẫn còn xa lạ dưới cái tên Bồ Đà Tài Mà, mỗi thằng gọng 200 lên ba là thoải mái uống rượu tè ca, đi vào club chi vắt và hoa quả tươi đã đặt trên bàn, bọn tao cũng nợ quen mặt hết mấy thằng dân chơi khi lên sàn, ôm người yêu vẫn soi cái đẹp trong men say rượu cay thêm nồng, bọn tao tìm cho mình một góc tối cả hội trên nhau vài viên tim lồng, chiều ăn con quần nở độ dung vẫn còn cảm thấy chưa hài lòng, bọn tao phóng thẳng ra hương phố Huế lăn nong suy nghĩ không có dài dòng, thích hip hop thì vào nhất lòng, bông thợ nhuộm gần phố hàng bông, áo sơ mi cắm thùng xăng bóng trông chả khác gì thanh niên Hồng Kông. Đây là Hà Nội xin của tao, sao cơ đừng có dại bật sân hàng bộ, trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xin của tao đây, sao cơ dân ma túy vẫn là ngõ chợ, mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Yeah, tối hát trên cảm hội, đêm quên bi New Century, tờ mờ sáng vẫn ngồi cầm chỉ, bọn tao không có thằng nào quên ví, anh em sống trên từng đọt xăng, anh em cạn hết ly rượu đầy. Bọn tao đây sinh ra không cùng năm nhưng nguyện chết bên nhau cùng một ngày, thi thoảng qua đêm vạ vật quán nét, bọn tao chặn MIRC, nhìn cái nick là đủ đoán biết em này chắc chắn là sinh và phê. Giờ GV vừa vào số 6, bọn tao phóng thẳng lao đi cứu nét, cho em một suất cơm răng dưa bò trứng ốc, thích gì là em chiều hết. Sang Gia Lâm Phú giả vợ ốm, vào nhà nghỉ mang tên xanh điệu xuất trình cái chứng minh thư đóng cửa lột thiết trên người bộ đồ hàng hiệu. 3 giờ sáng cảm thấy bụng đói, ăn phở gánh ở phố hàng chiếu, qua Bảo Khánh làm ly cà phê về nhà ngủ thẳng đến 4 giờ chiều. Đây là Hà Nội xin của tao, sao cơ đừng có dại bật sân hàng bộ, trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xin của tao đây, sao cơ dân ma túy vẫn là ngõ chợ, mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Hà Nội xịn của tao, ngày nào cũng là đêm 30, không có thằng nào lừa đảo và đa số toàn là dân trời. Thanh niên thì rất giản dị, để kiểu đầu của Armani như là Lê Minh, Andy Lâu, Quách Phú Thành, chưa xuất hiện thằng GD, Avenit, Acom, Dylan, Master, Bubbly và Majesty, Jim Thái, Mark, Highway, Cờ Vi và đèn bét đỏ thì không phải nghĩ quần bò lì và tem 501 áo Versace hiểu mê đu xa hình theo sau lưng cầm cờ đoàn đua, mấy thằng bám đuôi theo sau hoa đá và tân sổ má bây giờ còn được gọi dưới cái tên thân mật quần khủ. Chợ Đồng Xuân lúc ấy cầm trịch là Châu Khánh Trắng vẫn đang làm chủ, bọn dân chơi với tên chất nghệ nổi tiếng là trò đánh bóng đắt xe, cắm ra cắm vào đặng dùng chục lần tiền lại chính xác 10.000 một tê. Đây là Hà Nội xin của tao, sao cơ đừng có dại bật sân hàng bộ, trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xin của tao đây, sao cơ dân ma túy vẫn là ngõ chợ, mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Đây là Hà Nội xin của tao, sao cơ đừng có dại bật sân hàng bộ, trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao đây, sao cơ dân ma túy vẫn là ngõ chợ, mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Bọn tao luôn ở đẳng cấp khác và nếu mày muốn, đưa bọn mày quay ngược thời gian rồi kéo mày xuống. Hà Nội chính là nơi mà bọn tao được sinh ra,
Nhạc bọn tao sáng trưa chiều tối được phát ra loa. Nghệ sĩ của tao thời 2000 năm đều vina. 1000 hai thằng gọi thêm được cho mình một cốc trà đá. Khi cần xa vẫn còn xa lạ dưới cái tên Bồ Đà Tài Mà. Mỗi thằng gọng 200 lên bar là thoải mái uống rượu tẹt ga đi vào club. Chi vắt và hoa quả tươi đã đặt trên bàn bọn tao cũng nợ. Quen mặt hết mấy thằng dân chơi khi lên sàn. Ôm người yêu vẫn soi gái đẹp trong men say rượu cay thêm nồng. Bọn tao tìm cho mình một góc tối cả hội chia nhau vài viên tim lồng. Chiều ăn con quần nở độ dung vẫn còn cảm thấy chưa hài lòng. Bọn tao phóng thẳng ra hương phố Huế lăn non suy nghĩ không có dài dòng. Thích hip hop thì vào nhất lòng bông thợ nhuộm gần phố hàng bông. Áo sơ mi cắm thùng xăng bóng trông chả khác gì thanh niên Hồng Kông. Đây là Hà Nội xin của tao sao cơ sao cơ sao cơ. Đừng có dại bật sân hàng bồ trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xin của tao đây sao cơ sao cơ sao cơ. Dần mà tùy vẫn là ngõ chợ mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Yeah tối hát trên cảm hội đêm quên bi new century. Tờ mờ sáng vẫn ngồi cầm chỉ bọn tao không có thằng nào quên ví. Anh em sống trên từng đọt xăng anh em cạn hết ly rượu đầy. Bọn tao đây sinh ra không cùng năm nhưng nguyện chết bên nhau cùng một ngày. Thi thoảng qua đêm vạ vật quán nét bọn tao chặn MIRC. Nhìn cái nick là đủ đoán biết em này chắc chắn là sinh và phê. Giờ GV vừa vào số 6 bọn tao phóng thẳng lao đi cứu nét cho em một suất cơm răng dưa bò trứng ốc. Thích gì là em chiều hết sang ra Lâm Phú giả vợ ốm vào nhà nghỉ mang tên xanh điệu xuất trình cái chứng minh thư đóng cửa lột thiết trên người bột đồ hàng hiệu. 3 giờ sáng cảm thấy bụng đói ăn phở gánh ở phố hàng chiếu. Qua Bảo Khánh làm ly cà phê về nhà ngủ thẳng đến 4 giờ chiều. Đây là Hà Nội xin của tao sao cơ sao cơ sao cơ. Đừng có dại bật sân hàng bồ trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xin của tao đây sao cơ sao cơ sao cơ. Dần mà tùy vẫn là ngõ chợ mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Hà Nội xịn của tao, ngày nào cũng là đêm 30. Không có thằng nào lừa đảo, và đa số toàn là dân trời. Thanh niên thì rất giản dị, để kiểu đầu của Armani. Như là Lê Minh, Andy Lâu, Quách Phú Thành. Chưa xuất hiện thằng GD, Avenit, Acom, Dylan, Master, Bubbly và Majesty. Jim Thái Mark, Highway, Cờ Viva, đèn bét đỏ thì không phải nghĩ quần bò Levi. Tem 501, áo Versace, hiểu mê đút xa. Hình thêu sau lưng cầm cờ đoàn đua. Mấy thằng bám đuôi theo sau hoa đá. Và tần số má bây giờ còn được gọi dưới cái tên thân mật quần khủ. Chợ Đồng Xuân lúc ấy cầm trịch là Chu Khánh Trắng vẫn đang làm chủ. Bọn dân chơi với tên chất nghệ nổi tiếng là trò đánh bóng đắt xe. Cắm ra cắm vào đặng dùng chục lần tiền lại chính xác 10.000 một tê. Đây là Hà Nội xin của tao sao cơ sao cơ sao cơ. Đừng có dại bật sân hàng bồ trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xin của tao đây sao cơ sao cơ sao cơ. Dần mà tùy vẫn là ngõ chợ mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ. Đây là Hà Nội xin của tao sao cơ sao cơ sao cơ. Đừng có dại bật sân hàng bồ trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xịn của tao đây sao cơ sao cơ sao cơ. Dần mà tùy vẫn là ngõ chợ mấy thằng lô đề vẫn luôn vẫn nợ.